Clip đáng yêu ông dỗ bà ăn cơm khiến cộng đồng mạng thích thú, yêu thương là đây. Mời chị Sơ ơi, không phải nhìn nữa chị ạ. Chị ơi. Đây, nó mà đấy, mời chị Sơ ơi ạ. Đăng clip ông dỗ bà ăn cơm, cháu gái khiến dân mạng thích thú vì quá trời đáng yêu rồi. Tới bữa cơm, bà vẫn cứ ngồi thẫn thờ không chịu động đũa. Ông ngồi bên cạnh sốt ruột cho người bạn kết tóc của mình, nên hết năn nỉ rồi lại dỗ dành. Đôi bàn tay của ông giờ đã già nhăn nheo nhưng vẫn cầm chắc chắn chén cơm, bón ân cần cho bà từng thìa cơm. Ông thì vẫn hiền từ, móm mém, kiên nhẫn chờ bà. Giọng của ông giờ đã khàn đi nhưng những lời yêu thương thì vẫn không ngớt. Không có đấy, mời chị chơi à? Không có gì. Thịt lạc sốt cà chua. Mời chị chơi à? Bà ăn đi. Ông đút cho. Chị Cải ơi. Không thể là. Bà chắc thương ông lắm, nhưng ngại con cháu nên mắng yêu ông. Ông xê ra, ông thì hóm hỉnh trêu lại bà. Hai ông bà cùng trải qua những tháng năm tuổi còn trẻ đến về già. Nay mái tóc đã nhuốm màu bạc trắng, nhưng tình cảm yêu thương của ông bà vẫn nguyên vẹn như xưa. Bà thì cứ như trẻ con, vùng vằng không cho ông vuốt tóc, còn ông thì vẫn dịu dàng cười hiền hậu nhìn bà. Nhiều người đã tan chảy trái tim khi xem khoảnh khắc chung sống của hai ông bà. Chắc ông thương bà nhiều lắm, hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi. Thật ngưỡng mộ hai ông bà, chắc ông bà đã cùng nhau trải qua nhiều vui buồn thăng trầm của cuộc sống, nên về già mới có thể gắn bó như vậy. Thật hạnh phúc. Chúc hai ông bà dồi dào sức khỏe để nhiều những khoảnh khắc đáng yêu nhưng đáng quý như vậy được lan tỏa, để thế hệ con cháu chúng con hiểu được những giá trị của tình yêu thương là quý báu nhưng cũng giản dị ngần nào. Xe điện bỗng bốc cháy trong nhà khi đang sạc pin. Sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2023 vào lúc đêm khuya. Theo đó, trong một gia đình đang cắm sạc một chiếc xe điện thì khói và lửa bỗng bốc ra, sau đó là một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Theo gia chủ chia sẻ, lúc đó cả nhà đang ngủ, tôi nhìn qua cửa sổ thấy ánh sáng màu vàng nhưng không nghĩ là cháy xe điện. Khi tôi ra kiểm tra thì phần cắm dây sạc của xe đã cháy. Ngay lập tức, tôi lấy bình cứu hỏa mini ở góc nhà dập lửa. Sự việc xảy ra khá nhanh, chỉ trong vòng vài phút. Nếu không phát hiện kịp thời, ngọn lửa có thể đã lan sang các phương tiện hoặc vật dụng khác trong nhà. Chủ nhân đoạn clip lo lắng chia sẻ thêm, xe máy điện này được gia đình tôi mua mới được gần 2 năm. Trước khi cắm sạc, tôi thường kiểm tra củ sạc và xe rất kỹ càng. May mắn là tôi phát hiện và chữa cháy kịp thời. Nếu vụ cháy xảy ra mà không ai phát hiện ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Vụ cháy mấy ngày trước tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua cũng cháy từ tầng hầm để xe, sau đó lan lên các tầng trên. Một lần nữa cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm cháy nổ do sinh hoạt của người dân. Một nguy cơ này đến từ các thiết bị trong nhà mà chúng ta sử dụng, ví như xe máy điện, bếp từ, bình ga và bếp gas, bình nóng lạnh, lò nướng. Cận cảnh nạn nhân nhảy xuống từ chung cư mini, người dân bất lực nghe tiếng tiếp đất bụp bụp. Mặc cho nhiều người hô đừng nhảy, nhưng vẫn có một số nạn nhân không còn lối thoát nào khác, buộc phải nhảy xuống đất bất chấp nguy hiểm trong vụ cháy chung cư mini đêm ngày 12 tháng 9 năm 2023. Trong vụ hỏa hoạn thảm khốc, rất nhiều người trong tòa chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội hoảng loạn tìm cách thoát thân, nhưng không phải ai cũng tìm được đường ra hoặc được hỗ trợ kịp thời từ phía bên ngoài. Vậy nên, trong tình huống cấp bách do thiếu oxy cũng như sự truy đuổi của đám lửa hung dữ, một số người bị đẩy đến đường cùng nên đã phải chọn cách nhảy xuống đất để thoát ra khỏi tòa nhà đang rực lửa. Mặc cho những người dân bên dưới đất hét liên tục đừng nhảy, nhưng vẫn có một số người chọn cách nhảy thẳng xuống đất. Tiếng rơi xuống bụp bụp khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn xót xa.
Nhiều người trong khu phố cũng bất lực nhìn ngọn lửa dữ dội đốt chửng ngôi nhà mà không thể làm gì hơn là cổ vũ cho những người đang làm nhiệm vụ. Cấp cứu của người dân gặp nạn tại chung cư mini khiến người quay clip bật khóc. Đấy, nhảy kìa. Họ không chịu nữa, họ nhảy kìa. Trời ơi, khiếp quá. Cháy cả một tòa chung cư. Vừa có người nhảy xuống. Chả làm gì được. Đấy kìa. Ừ. Kìa, đấy họ đang kêu không thở được kìa. Nóng quá kìa. Cháy chết bây giờ ấy lắm rồi. Dạ. Cháy hết cả cái tòa nhà đen xì rồi. Bây giờ làm sao được? Có người không chịu nữa nhảy vừa nhảy xuống rồi kìa. Xót xa với tiếng kêu cứu của người cháy dân gặp nạn tại chung cư mini khiến chính những người quay clip cũng phải bật khóc. Vụ hỏa hoạn này thực sự nghiêm trọng. Nó đã khiến 56 người mất đi sinh mạng, 37 người bị thương. Mới đây cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước những clip ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng. Những người dân sống gần chung quanh đó đã ghi lại được một clip về chung cư mini 9 tầng đang bốc khói đen nghi ngút trong đêm. Cùng với đó là tiếng phá cửa, tiếng kêu cứu thê lương, tiếng khóc của phụ nữ. Mặc dù tiếng kêu xé lòng, nhưng những người chứng kiến chỉ biết bất lực. Họ thật sự không thể làm được gì. Nóng quá kìa. Cháy chết bây giờ ấy lắm rồi. Dạ. Cháy hết cả cái tòa nhà đen xì rồi. Bây giờ làm sao được? Có người không chịu nữa nhảy vừa nhảy xuống rồi kìa. Cháy hết kìa. Từ cháy từ dưới. Chạy sang. Bây giờ chạy kiểu gì? Sao lại chạy mà lại không xuống được nhỉ? Hay là nó chạy từ kìa, kín cả bầu trời nhá. Chắc họ trên sân thượng đầy ấy. Kìa. Nóng quá kìa. Cứu kìa. Cháy. Anh chạy sang đi. Sao chứ có giúp được gì thì giúp người ta đi. Biết sang kiểu gì bây giờ dưới. Ở dưới bây giờ đầy người. Kìa. Xe người ta đến rồi kìa. Đây là chung cư mini à? Chung cư. Nó không có đường nhảy ra nhỉ? Không có đường nhảy. Bên này bây giờ mà cháy nó cũng thế à. Chung cư của nhà mình với chung cư đấy như nhau. Như nhau mà. Như nhau mà. Nhưng mà sao họ không đi cầu thang bộ xuống nhỉ? Cầu thang bộ thì chết luôn. Chung dắt chanh đi xong là chung lăn xuống. Chung làm sao được? Cầu thang bộ nó đang cháy hết rồi. Giờ nó phải có cái cầu thang thoát hiểm ở phía ngoài này. Chết nhiều đấy. Thấy người ta sắp chết mà không cứu được, đấy là trải nghiệm gì? Nó mới xót xa và bất lực làm sao? Chính những người quay clip cũng bật khóc nấc lên. Ngọn lửa cháy lớn bên trong khiến căn chung cư hàng chục người vẫn mắc kẹt trong đó, bỗng chốc thành lò lửa. Người dân xung quanh trắng đêm theo dõi trong những ánh nhìn tuyệt vọng. Mọi người đều nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng họ cũng bất lực khổ tâm lắm. Thật sự, tại Việt Nam, còn nhiều chung cư mini dạng này, ý thức công tác phòng cháy, chữa cháy của mỗi công dân còn chưa cao. Minh chứng là khi thảm họa xảy ra, vì không còn cách nào khác, nhiều người đã phải liều mình, nhảy từ trên tầng cao xuống, ôm hy vọng biết đâu còn có cơ hội sống sót.
Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuộc TCT khám phá ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Đặng Hiểu xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.